Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với VN Channel. Trong video ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ nói về những cái tử huyệt. Tại sao mình gọi là tử huyệt ta? Tức là những cái điểm mà cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ nha các bạn. Khi bạn chạm vào á, những cái điểm tử huyệt này thì phụ nữ sẽ rất là rên la vì sung sướng nha các bạn. Nghe thấy ghê chưa? Không giống với cơ thể đàn ông nha các bạn, ở cơ thể phụ nữ thì có những cái điểm kích thích nhiều hơn. Cái cảm nhận ở mỗi khu vực là rất là khác nhau nha các bạn. Và bạn có biết là những cái phụ nữ thì có những cái vùng trên cơ thể được coi là cái điểm mà nóng của tình dục không các bạn? Chỉ cần là các bạn lướt nhẹ qua thôi bằng những cái nụ hôn, hoặc là cái lưỡi của các bạn lướt qua thôi á, những cái điểm nóng này á, thì các bạn sẽ khiến cho phụ nữ rất là lâng lâng vì sung sướng. Nghe ghê chưa? Vậy các bạn có biết là những cái điểm này á, còn gọi là cái điểm mà người ta gọi là cái điểm điểm gì nhỉ? Điểm cực khoái, là cái mức độ cao nhất của cái sự kích thích khoái cảm, là cái đỉnh cao của cái sự đê mê ngây ngất. Hãy cùng VN khám phá những cái khu vực, những cái điểm nóng của phụ nữ trong cái video ngày hôm nay nha các bạn. Đầu tiên là gì các bạn biết không? Là cái khoảng mà từ cái mí mắt tới thái dương nè. Đó là cái điểm mình sẽ gọi là cái điểm kích dục thôi các bạn. Là cái điểm mà rất là tuyệt vời. Đó, bạn sẽ hẳn sẽ rất là tò mò vì sao đó là cái điểm từ mí mắt tới thái dương á, là được coi là một điểm nhạy cảm, dễ bị kích thích nhất của phụ nữ không các bạn? Câu trả lời là do cái da đầu các bạn được bao phủ dày đặc bởi các dây thần kinh siêu nhạy cảm, có tác dụng đó là kích thích toàn bộ cái cơ thể. Vì vậy những cái hành động như là các bạn hôn nè, từ cái điểm mà từ mí mắt tới thái dương á của các đàn thì chắc chắn sẽ cho cái đối phương rất là rùng mình vì thích thú. Ngoài ra thì các bạn có thể nhẹ nhàng massage nè, hoặc là chà sát nhẹ nhàng đến chỗ này nè, đó thì sẽ làm cho tăng cái lưu lượng máu, đồng thời thì nó sẽ đẩy mạnh cái việc sản sinh các kích thích tố dopamine và serotonin, do đó thì sẽ khiến cho các đàn á thèm yêu nhiều hơn. Thì đây được coi là cái bí quyết làm cái chuyện ấy viên mãn nhất nha các bạn. Thứ hai là từ cái vùng cổ đến tai nè, được coi là cái điểm mà kích thích lý tưởng nhất, là một trong những cái điểm nóng trên cơ thể phụ nữ nha các bạn. Bạn có biết là cái vị trí mà từ cổ đến tai á là cái khu vực mà rất là nhạy cảm trên cơ thể của phụ nữ không các bạn? Thực tế thì cho thấy rằng á, phần lớn các chị em phái nữ á, sẽ luôn là cảm thấy rất là hào hứng ngay lập tức khi mà bị kích thích ở những cái khu vực đằng sau nè, hoặc là hai bên cổ tới các cái chỗ tai nè. Thì bất kỳ cái người phụ nữ nào á cũng sẽ bị kích thích, bị chìm đắm với cái cảm giác đê mê khi mà các bạn sử dụng môi hoặc là sử dụng lưỡi để mà nhẹ nhàng hôn phe phản từ cái vành tai xuống cái vòng cổ nha các bạn. Và cái hành động tiếp theo của cô nàng á là gì các bạn biết không? Là chỉ là cái sự thỏa mãn và hưởng thụ mà thôi. Vùng thứ ba là gì? Đó là từ cái vùng cổ đến cái vùng vai, là cái điểm nhạy cảm. Một cái điểm nhạy cảm khác trên cơ thể phụ nữ chính là cái vùng này nha các bạn. Đó, cái vùng này được coi là một trong những cái điểm kích thích quan trọng trên cơ thể của phụ nữ. Cái đấng mày râu không thể nào bỏ qua được. Nếu mà bạn thật sự muốn có một cái màng dạo đầu tốt á, bạn hãy kích thích thật tốt cái vùng này. Các bạn hãy đặt những cái nụ hôn thật là nhẹ nhàng, thật là tình cảm bằng môi hoặc là bằng lưỡi. Thực hiện từ phía trước hoặc là bắt đầu từ phía sau đều được cho các bạn, nên các bạn nên nhớ là các bạn phải nhẹ nhàng, càng hôn nhẹ nhàng càng áp sát thì cô ấy sẽ càng thích thú. Nếu mà cô nàng nào mở cái tín hiệu cho các bạn xuống cái vùng dưới thì chắc chắn đó là khu vực cái này và các bạn thực hiện thành công một cách rất là tuyệt vời. Thực hiện những cái nụ hôn nhẹ nhàng cùng cái hơi thở kéo dài á, các bạn có thể tay, các bạn có thể miên man trên cái đôi vai trần thì chắc chắn là cô nàng sẽ rất là thích thú và ngây ngất nha các bạn. Thứ tư là ở đâu? Đó là cái vùng rốn cho tới cái vùng cắm nha các bạn. Các bạn hãy yên tâm rằng á, chị em phụ nữ đều rất là thích nằm gọn trong một cái vòng tay của các bạn như thế này, nên các bạn đừng có ngần ngại mà hãy đặt tay lên cái vùng hông hoặc là vòng tay qua hông của cô nàng đó. Trong lúc mà ôm nàng thì các bạn hoàn toàn có thể là hôn vào gáy nè và thực hiện những cái động tác ôm eo từ phía sau. Đồng thời đó, các bạn cũng có thể để các bàn tay lướt dọc từ cái xương sườn thấp nhất đến cái xương chậu nha các bạn, và thực hiện xoa bóp nhẹ nhàng quanh cái khu vực này á. Bạn có thể là đôi lần dùng tay để mà khám phá cái vùng cắm của cô ấy. Tuy nhiên thì đừng có quá tham lam và vội vàng nha các bạn, mà làm hỏng cả một cái việc lớn nha các bạn. Thứ năm là ở đâu? Thứ năm là phía trên cái vùng cắm, là những cái điểm mà các bạn không thể bỏ sót.
Rốn nha các bạn là cái khu vực mình sẽ gọi là chuyển giao giữa cái vùng thân và cái vùng cắm của phụ nữ nha các bạn. Kinh nghiệm cho đấng mày râu trong cái việc này á, chính là cái việc bạn thực hiện những cái hành động âu yếm, phút phe. Cái hành động hôn hít thật là nhẹ nhàng, cho đến khi bà cô ấy mở cái tín hiệu cho các bạn thâm nhập vào cái điểm tiếp theo nha các bạn. Điểm thứ 6 là gì? Đó là bàn chân nha các bạn. Không thể bỏ qua cái điểm này. Nhưng mà bàn chân thì có những cái bạn ngại lắm, không phải ai cũng làm được cái việc kích thích cái bàn chân đâu nha các bạn. Ngay cả phụ nữ thì cũng có nhiều người thích, nhiều người không thích. Như Quyên thì Quyên rất là thích, nhưng mà đối tác thì không thích. Đó, đơn giản vậy thôi nha các bạn. Nhiều người đàn ông á cũng rất là ngại ngùng mà hôn cái bàn chân đó bạn, hay là kích thích cái bàn chân đó. Cái bàn chân được coi là một trong những cái điểm mà điểm G nha các bạn trên cơ thể của phụ nữ, cũng là cái điểm mà kích thích vô cùng tuyệt vời luôn. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ một điều là không phải là cái người phụ nữ nào cũng thích vuốt ve cái bàn chân đâu nhé các bạn. Thì bạn có thể đặt cái bàn chân của cô ấy lên một cái khăn mềm đó, hay là xoa tay nhẹ nhàng, hoặc là đặt những cái nụ hôn nhẹ nhàng lên bàn chân. Hay là bạn có thể là vuốt ve và xoa bóp cái lòng bàn chân đó. Tuy nhiên thì nếu mà phụ nữ không thích và thấy nhột á, tại cái vị trí này á, thì các bạn nên dừng lại nha các bạn. Thứ bảy đó là gì? Đó là cái mảnh đất bí ẩn nha các bạn. Mảnh đất bí ẩn là gì các bạn biết không? Là một cái khu vực rất là quan trọng. Đó là một trong những cái khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ. Đây là một trong những cái khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ nha các bạn. Ngoài ra nên chăm sóc cẩn thận cái vùng này, có thể sử dụng những cái động tác vuốt ve, hôn nhẹ nhàng. Nói chung là cứ quần quần ở chỗ đó thì biết cha khổ ghê, nói nãy giờ mệt. Hoặc là dùng cái ngón tay gãi nhẹ vào cái khu vực này á, thì sẽ tạo cái cảm hứng rất là tốt nha. Và hãy chọn những cái tư thế thích hợp nhất để mà làm cái việc này nha các bạn. Nằm sấp đó, dùng tay hoặc môi để mà kích thích, để mà tiến vào cái khu vực này. Khu vực tiếp theo đó là gì? Đó là phía trong đùi nha các bạn. Đó, phía trong đùi là một cái điểm mà rất là nhạy cảm nha các bạn. Đó, các bạn hãy nhớ một điều rằng nếu các bạn muốn thâm nhập vào cái vùng cấm địa, vào cái vùng mà tuyệt mật đó, thì các bạn nên khám phá và kích thích cái không phận xung quanh nó. Đây chính là cái nhiệm vụ tuyệt đối mà không được bỏ qua nha các bạn. Nếu mà cô nàng có những cái tín hiệu đặc biệt á, cho bạn mà thâm nhập vào cái vùng cấm á, thì đó là cái kết quả rất là thành công của quá trình khám phá nha các bạn. Vùng đùi trong là những cái điểm mà G ở trên cơ thể phụ nữ mà rất là nhạy cảm của chị em luôn. Việc mà xoa vuốt hay là hôn lên cái vùng này á, phía bên trong á, sẽ tạo cho các cô nàng cái niềm khoái cảm lâng lâng nha các bạn. Và một cái điểm nhạy cảm nữa là các bạn hơi bị bất ngờ, đó là tóc nè. Trời ơi, thực tế á, thì khoa học đã chứng minh nha các bạn, tóc là một trong những cái điểm G trên cơ thể của phụ nữ đó. Đó, các bạn hãy luồn tay nhẹ vào mái tóc của cô nàng đó. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời để tạo nên một cái sự hưng phấn của nàng trong khi yêu nha các bạn. Các bạn hãy dùng cái ngón tay của mình để mà massage nhẹ nhàng thôi, từ cái phía mà thái dương đến sau gáy như thế này nè. Trời, nó rất là dễ chịu nha các bạn, rất là mê luôn á. Đó, để mà cô nàng dễ dàng ngã vào lòng các bạn. Một điểm nhạy cảm nữa các bạn biết đâu không? Đó là cái phần xương chậu đó, là một cái điểm mà không thể nào mà các bạn từ chối bỏ qua được. Lời khuyên cho các bạn đó là tập trung vuốt ve cái vùng xương chậu của chị em. Đây là một cái tuyệt chiêu rất là tuyệt vời. Các bạn hãy dùng cái sự kiên nhẫn nhằm lần mò xuống phía sau lưng đó một cách là nhanh, hoặc là chơi đùa lả lướt ở trên cái vùng đó. Đó, trong cái vùng xương chậu nha, là những cái vuốt ve hoặc là hôn đó sẽ tăng thêm cái sự thèm muốn khát khao cho chị em phụ nữ nha các bạn. Tóm lại thì mỗi cm trên cơ thể phụ nữ đều là những cái điểm rất là nhạy cảm. Chúng được bao phủ bởi nhiều cái dây thần kinh rất là nhạy cảm nha các bạn, nên các bạn hãy vuốt ve để tạo sự hưng phấn. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ rằng không phải tất cả phụ nữ đều có những cái sở thích giống nhau nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Quyên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Các bạn ơi đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Quyên nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.